Vâng, xin chào bác, đây là con Marwitz size 40 mộc vàng của Đức Quốc xã Tạc Bỉ 1950-1960. Phí thì bên trên toàn bộ rồi, độ mới thì rất là cao, mặc dù là quay nó sẩm tối nhé, 5 rưỡi 6 giờ mà có giờ em đi làm về. Và Marwitz của Đức Quốc xã xưa thập kỷ 1950-1960, Optima 18 micron này, và cái là cầu ở giữa nhé, chui vàng nguyên zin. Tất cả thông tin về kính em luôn luôn được ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, càng phải số 140 này. Bọc vàng sáng ánh gương, mặc dù là quay là hơi sẩm tối nhé. Thời tiết là Hà Nội vào cái thời điểm giao mùa thì nó tối rất là nhanh. Càng bên trái là Mark Ninja con im số 140 này. Tất cả thông tin thông số em đều ghi bên dưới video nhé, kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Các bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Bác lưu ý nhé, trước khi đến xem kính cổ đồ xưa, đồ lính Mỹ thì bác nên điện thoại trước để em Nguyên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn chuyên sâu tất cả về kính cổ đồ cổ. Đấy là cái giá trị lớn nhất mua bán với số đồ cổ xưa lâu năm, thương hiệu hơn 20 năm, một địa chỉ, một số điện thoại duy nhất nhé. Và các bác lưu ý mua kính cổ đồ cổ nên chọn một địa chỉ, một số điện thoại duy nhất, và quan trọng đó địa chỉ số điện thoại đó là phải lâu năm, tối thiểu 15-20 năm đổ ra. Ok, tất cả về kính cổ đồ cổ là thế ạ. Và Marwitz của Đức Quốc xã xưa thập kỷ 1950-1960 là hàng chuẩn đau nhất nhé, chuẩn đau nhất là sản xuất tại chính nước Đức luôn. Rất là cảm ơn bác dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.